chào các bác, xin chào anh em. Trên sóng test bán với anh em một bộ ở dàn của hãng Panasonic, model của bộ dàn là SAPM300MD. Bộ dàn này thì bán với các bác chức năng là chơi đĩa CD. Con này chơi CD có mắt đọc còn rất là tốt anh em nhé. Và chức năng chơi điện thoại máy tính qua jack 3.5. Hiện tại em đang test đĩa ổ CD anh em nhé. Mắt đọc rất tốt. Đấy, chuyển bài mắt nhận rất nhanh. Đó. Mắt đọc rất nhanh luôn. Ok anh em nhé. Em sẽ chuyển sang test cái chức năng là chức năng chơi qua điện thoại máy tính và TV qua cổng AUX. Một cái đĩa rất là múc và rất là xước và nó đọc cũng rất là tốt. Đó. Em sẽ ấn vào cái nút có chữ là FM trên AM trên ETX để chuyển về chế độ AUX nhé. Để chơi qua điện thoại máy tính này. Rồi em sẽ test chức năng chơi điện thoại của nó nhé. Mời anh em trải nghiệm chơi đâu. Mây chiều bạc tạng soi bóng nước, một chiếc thuyền nan vội vã trở về. Sóng lam một dài xanh như ngọc, vơi vơi mắt ai buồn tai tê. Xa xa mây phủ non hồng lệ, đã vàng hoa cài nở bên sông. Câu hát dân thương vương sóng nước, đó đây đó phải sang sông đến duyên em đi lấy chồng. Mắt người thương nghiêng vắng đó giận hơn chi chưa bên sông buồn. Anh nọ ngọt đời em chờ đợi sớm hôm, vì hoa đẹp thì hoa phải đợi. Em xuống bên đó em về bên nỡ, nước mắt nhạt nhòa theo mài treo buông. Từ độ chia tay anh phiêu bạt muôn phương, nay trở về quê đò gác bên xuôi. Nghe câu ví dặm người ơi, sương chiều ướt lạnh dòng trôi. Sông lam xanh biệt tới bờ mà anh lỡ hẹn trên đò sang ngang. Sông lam bên lờ bên bạc lạng soi bóng nước, một chiếc thuyền nan vội vã trở về. Sóng lam một dài xanh như ngọc, vơi vơi mắt ai buồn tai tê. Xa xa mây phủ non hồng lệ, đã vàng. Em sẽ quay qua hình thức tổng quan của bộ dàn cho các bác và anh em mình cùng xem. Em sẽ quay gần chi tiết mặt trước cho các bác và anh em mình nhìn nhé. Cái dàn này thì nó chơi tốt cho cái không gian phòng dưới 20m2. Anh em về đặc biệt là kê phòng ngủ hoặc phòng làm việc nhỏ thì quá là ok luôn. Chất âm rất chi tiết, có cái dòng Panasonic thì tiếng check của nó rất là cao. Nếu cho ra cái chất âm rất là chi tiết. Cái này đề can nó có hơi bị ống bong một tí xíu ở đây nhá. Đấy, anh em phải ép lại là được. Rồi, em quay cái cạnh trong của nó nhé. Rồi, quay nốt cạnh này nhé. Rồi, em chuyển nó quay đằng sau và hướng dẫn các bác cách đấu nối cho các bác nào mới chơi dàn chưa biết cách đấu nối nhé.
loa đít phía sau thì nhìn nó hơi xấu một tí xíu nữa. Một số vết nó có bị chảy một tí đây. Em đã đổ keo vào đây rồi, dán keo 52 vào đây rồi anh em nhé. Đây nhá, đây là cổng anh em chơi điện thoại máy tính này, cắm cái cổng này. Thế còn anh em chú ý, hết sức chú ý cái việc đấu dây rắc loa với cái dòng Panasonic thì nó lại là bốn, nó có hai cầu loa riêng biệt là cầu bass và cầu jack. Đây cầu đỏ này là cầu bass này, cầu xanh là cầu jack này. Đều đúng màu cho em đã chỉ dẫn nhé. Đây cứ đúng màu cho em mà được, trắng và trắng, xanh và xanh, đen và đen và đỏ là được, giúp em nhé. Nếu đúng đúng màu thì nó mới ra được chiếc đơn chuẩn. Nếu sai màu thì nó vẫn hát, nhưng tuy nhiên thì có thể là không ra bát hoặc không ra chép. Bộ này thì hình thức cũng nói luôn là hình thức cũng không được thực sự là tuyệt vời. Nó có sống tí ở phía sau. Thì cái bộ dàn này thì em bán với giá gọi là vừa bán vừa xả vừa thanh lý cho các bác và anh em mình cùng chơi với một mức giá cực kỳ hợp lý thôi. Bộ này thì em bán với mức giá chỉ có 950.000. 950.000 và miễn phí ship toàn quốc cho các bác và anh em, đồng thời bán đầy đủ kèm phụ kiện cho anh em là đổi nguồn, là dây AUX để anh em chơi. Anh em tức là với mức giá 950.000, anh em về đến tay anh em là 950.000 thôi nhá. Đấy. Mọi chi tiết liên hệ đặt hàng anh em liên hệ với số Zalo của Trung Kiên Audio là 0975 575 262. Rồi xin cảm ơn các bác và anh em đã theo dõi video test của Trung Kiên Audio. Và còn rất nhiều các cái mẫu khác nữa, anh em quan tâm thì inbox Zalo, bên sẽ gửi link test cho các bác xem nhé. Tất cả các mẫu em quay thì đều đã được lên sóng rồi, và các cái hàng ở shop cũng như các cái loa lẻ có rất nhiều. Rồi cảm ơn anh em đã theo dõi video.